chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh chuối hấp. Bánh chuối hấp gồm có 3 lạng rưỡi chuối, 1 lạng bột, vani, đường và muối. Bây giờ ta bắt đầu xắt chuối. Cho vô đây 20g đường các bạn. 20g đường. Ta bắt đầu cho một chút muối vào đầu đũa. Một chút vani vào đầu đũa các bạn ơi. Ta bắt đầu quậy chuối cho thật đều. Mình cân vô đây 1 lạng 1 năng các bạn. Ta cho vô một chút nước. Bắt đầu mình quậy bột lên. Các bạn ơi, nó bắt đầu ta đổ bột vào các bạn. Các bạn nhìn bột nó rất là đặc như vậy. Bây giờ mình bắt đầu cho một chút màu vàng. Các bạn ơi, ta lấy cái bao lông ta quàng lại cái dĩa cân này về các bạn. Mình quàng cái bao ni lông đó, mình hấp đó, mình lấy ra nó rất là dễ. Ta thoa dầu ăn, ta làm mình chẳng phải dính, ta thoa dầu ăn phải dính các bạn. Rồi ta bật bếp lên cho nước sôi. Bây giờ mình đổ chuối vô khuôn này các bạn ơi. Các bạn nhớ là 3 lạng rưỡi chuối, 1 lạng bột năng và một ít nước, cho một chút muối và một chút vani. Ta quậy thật đều, bắt đầu ta chờ nước sôi ta hấp. Ba lạng chuối, 1 lạng bột năng. Bột năng ta quậy với nước, một ít nước thôi. Còn chuối ta cho 20g đường, một chút vani, một chút muối. Bắt đầu ta quậy, bắt đầu bây giờ nước nó sôi rồi các bạn. Ta bắt bếp lên hấp. Nước sôi rồi các bạn, ta bắt bếp lên hấp. Mình canh 15 phút là bánh chín các bạn ạ. Từ nước sôi đến lúc chín là 15 phút. Bây giờ ta bắt đầu ta luộc bột bán. Trong khi mình chờ chuối chín thì mình luộc bột bán. Bột bán này mình ngâm 1 tiếng đồng hồ bằng nước nóng các bạn. Bây giờ nó đã mềm rồi, bây giờ ta bắt đầu luộc. Các bạn ơi, nước sôi rồi ta bắt đầu đổ bột bán vào luộc.
Bây giờ bột bán mình đã sôi nó nổi rồi, ta bắt đầu vớt ra các bạn ạ. Các bạn ơi, ta bắt đầu đi nấu nước dừa. Ta bật bếp lên. Các bạn ơi, bây giờ cái nồi nước mình đã sôi rồi các bạn, ta bắt đầu đổ vô đây 2 lạng đường. Mình cho vô một chút muối, một chút vani các bạn ạ. Ta cho nhiều muối á, ta cho hơi nhiều muối bạn, các bạn ơi, khoảng nửa muỗng muối để cái nước dừa này nó tốn nhiều muối lắm. Bắt đầu ta đổ bột bán vào. Bây giờ mình quậy khoảng nửa lạng bún năng, mình quậy mình máy vô cái nồi bột bán này các bạn. Mình từ từ mình quậy thôi, mình cho từ từ xem là nó vừa thôi, không cho nó bị đặc quá. Coi như mình cân vô đây 2 lạng đường, nửa lạng bột bán. Bột bán các bạn ngâm khoảng 1 tiếng, ngâm nước nóng khoảng 1 tiếng. Rồi các bạn luộc bột bán lên, xong rồi các bạn nấu nồi đường lên. Cho sôi rồi các bạn thả bột bán vô. Rồi cho muối, cho vani vào, rồi bây giờ ta bắt đầu quậy bột. Quậy từ từ các bạn ạ. Bây giờ bột sôi nữa là cho nước dừa vào. Các bạn nhìn thấy bột của nó đặc như vậy này. Mình mua 15.000 nước dừa ngoài chợ các bạn ạ. Họ xay sẵn cho mình rồi. Bắt đầu ta bật bếp lên. Cái nước dừa này các bạn chỉ để cho sôi lăn tăn thôi. Các bạn đừng để cho sôi kỹ, mà sôi kỹ là nó không còn béo nữa. Nhiều sôi lăn tăn là ta bắt đầu tắt bếp. Các bạn ơi, chuối mình đã lấy ra rồi các bạn. Bây giờ ta bắt đầu ăn thử. Mình hấp 15 phút là chín rồi. Mà mình để bây giờ nó nguội lên, các bạn ta cắt ta ăn thử. Bạn ơi, hôm nay mình quên mất đậu phộng rồi, thôi giờ mình ăn đỡ. Đáng lẽ phải có đậu phộng rang các bạn ạ. À.
không có đồ vòng mà ăn nó ngon. Nóng quá ăn không nổi. Như vậy là mình đã hoàn thành các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.